Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục xuống dưới nông trại để ghi hình lại cho mọi người xem cái công việc ở dưới nông trại bây giờ được như thế nào rồi nha mọi người. Hiện tại thì mình thấy có một số bạn thì đang tiến hành cái công việc gọi là làm cỏ ở những cái luống bắp cải mà mình trồng ở bên cái khu vực này này mọi người. Đấy. Đấy. Bữa nay là cỏ nó mọc tốt đấy, cả đây cả cũng cho một số bạn làm cỏ ở khu vực này. Hola. Xin chào mọi người. Hola, chào mừng tôi tên Antonio. Antonio Cuidado Cebola. Cái hành tây của nhà mình thì bây giờ lên thì đang còn nhỏ mọi người. Này. Làm cái này là phải rất là cẩn thận luôn, tại vì nhiều khi là không để ý là đau mất đấy. Đấy, hành tây này. Carica thì cho các bạn làm ở ngay cái khu vực này sớm quá mình nghĩ là nó sẽ nhiều khi không để ý cái hành tây ấy. Nên là có lẽ là nói các bạn ấy sang bên kia làm trước em. Bên phía bắp cải bên kia trong hành đúng không anh? Sang bên đấy làm đi, còn cái khu vực này thì để cho nó lên cái đá rồi thì mình sẽ làm cỏ sau ấy. Antonio, sabe que melo fazer la primera. Porque aquí cebola eu ve ainda pequeno. Deixa ele crescer. Mais bocado, depois não vai plan, não vai fazer, né? Mas aí dá nessa lado, né? Ở phía bên này là cái chỗ mà thấp hơn đấy, nên là bao nhiêu phi nhiêu nó trôi xuống dưới này này. Thì hiện tại là cái bắp cải nó lên mình thấy nó đẹp hơn rất là nhiều luôn, nó đẹp và nó đều này, rất là đều. Và cái chỗ này cũng là cái phần thấp sát với bờ hồ ấy, nên là có cái độ ẩm cao hơn đấy. Nessa lado mais bonito, né, Antônio? Assim tem que regar muito. Lado também tem que regar muito. E a cebola ele gosta muito da água, tá vendo? Já dá para tirar a coisa dele. O que é legume dele. Já? Sim. Assim usar que é bade. Quando tira o legume dele, mete no balde e bota um sítio, não bota lá mais baixo aqui, entende? Sim, depois eu terminar, vou recolher para pôr ao lixo. Agora, mete já. Você cavalo lá embaixo, tá vendo? Cavalo lá embaixo, depois tira, já? Sim, já. Tira já bago dele, já? Sim, já. Vou tirar mesmo. Phải bảo cả bạn ấy là phải cái củ lên luôn á mọi người. Để mà vứt cái củ đi chứ. Một lần làm cỏ thì sẽ bớt đi được một ít đấy. Thì dần dần nó cũng sẽ hết thôi. Ở đây có những cái cây đậu xanh hình như là đợt trước trong đấy hạt nó rơi xuống á. Nơi nó mọc này. Cái chỗ này là chỗ mà ngay trước mình có trong đậu xanh á mọi người. Cái chỗ này Ranga. Ranga ra. Antonio vai buscar já com o padre. Vai buscar o padre. Cada pessoa um padre, entende? Tudo isso depois quando você tira a metade, né? Isso. Você deixa sempre, deixa lá, ele vai crescer de novo, entendeu? Mesmo aqui no vala também tem que tirar. Já? Aí những cái củ như thế này là phải bảo các bạn ấy lượm đi ấy. Đấy, mấy bạn ở đấy thì mình những cái này là mình nhắc liên tục ấy. Là suốt ngay nhắc ấy, khi nào làm cỏ là phải gom bỏ vào trong một cái chỗ ấy rồi xong rồi mình đi đổ ở một cái khu vực nào đấy. Fura mai bài xuống, bài xuống và tira ba gu đê lên, tên cái tira y xuống. Em rút một cung lên mà nguyên cả chung này. Là ngày trước là cả ông làm không có rủ sạch đấy, bây giờ nó nong mọc nguyên cả chùm ở ngay chỗ này luôn. Đấy này, cái chỗ này nó kiểu như nó cũng gần với cái hồ nước này nè mọi người. Đấy, nó gần hồ nước này nên là cái chỗ này độ ẩm nó cũng có ấy, là thành thử ra là cái cây bắp cải nó lên cũng rất là đẹp luôn. Tudo metendo ba đấy á. Deu ver que ele é catano. Vem, você é assim.
Ela vem, ele vem até tudo. Này, hai vợ chồng mình đi ngang qua chợ thì thấy cam nó nhìn nó cũng ngon ngon đó mọi người, thử thì thấy nó ngọt đấy, là mua cho cả bạn em một ít cam. Đợt này làm đau áo nó vất vả này, cho các bạn bổ sung thêm một chút gọi là vitamin C. Phạt cho các bạn luôn anh nhé. Bây giờ đang giờ thế này thì ăn sao được. Hãy phạt cho các bạn xíu với các bạn bỏ vào túi á, chiều các bạn ăn. Thế thì đi vào trong kia, để trong kia nó chiều các bạn ấy rồi phạt cho các bạn luôn. Dạ. Ừ. Số có mẹ xa bên ấy. Dạ. À, cái lấy capi. Sí, mira, esta es la bola de dos. ¿Vos se come? Es folla. Esa bola es otro tipo de ese medbon, dos. ¿Vos se come en esa bola? Es otro, no, es no. Otro tipo de ese también come. ¿Branco, no? Sí, branco. El mismo es aquí. Ese no es otro. ¿Eso es 12? Tirasía. ¿Que tirasía folla? Sí, a folla que tirasía. Ahora se va a probar el mismo come. Es como con un danda, de danda. À, như cái cho mẹ ở nhà mình là cái củ nó phải dễ trắng trắng á, chứ không phải vang vang như thế này. Nó sẽ có mẹ folia. Folia ta mấy? Đấy, ở bên này cả ba này cũng ăn cái lá này mọi người. Não cozinhamos, comemos assim. Comer assim? Sim. Fazer como? Nós só tiramos a folha. Imagina. É. Vai ficar mais doendo. Isso bem azedo. Ah. Isso assim, como é, com muito zelo, ele não dói. Não, nem quando está doendo. Tipo, quando comemos a manga verde. Por último, na boca, se pedimos tempo para... Que o jang, erang. Azia, assim, azia. Erang. Então, nós mastigamos essa folha aqui. Quando mastigamos essa folha, ele azia desaparece. Lấy độc chứ độc à? Ê, à xin đến thì vai caiu. Na, đã não cai. Isso fez um prato, né? Sim. Isso folha nosso pai cozinha com peixe. Essa folha cozinha com peixe? Tipo mole, tá vendo? Cozinha mole. Isso tipo o quê? Tipo ozelha? Sim. Posso fazer cozinha tipo ozelha? Muito cuia. Ainda vou experimentar em casa. Pode. Eu tô curioso. Aqui tem muito folha, pode comer. Sim. Você não sabe. Até bambu comer. Subimos de bambu. Bambu subimos já. Não subimos. Mas não sei cozinhar. Antônio já come bambu? Já. Como? Bom? Bom. Bom. Cozinha com o quê? Comer com arroz. Com arroz? É. Yeah. Tá cozinha com água ou cozinha como? É, só um dia cozinhar não estava lá, porque só um dia preparar, eu estava lá. Primeiro, minha, só cortar, meter água, meter jindongo, meter sangue, na panela, falar, ficar ainda guardar dia, muito dia, em casa, depois comer. Ah, mas moei. Moei. Ainda não tá cozinhando nada? É. Ah. Mesmo isso, bambu, tipo você, tirava em casa, corta bonito, né? Sim. Depois ficar corta mais fino. Ferver uma vez, duas vezes de beza água, depois bater um bocado alho, óleo, alho, meter óleo quente, meter alho, né? Depois refogar. Também muito cuia. Mas esse aquele bambu, aquele novo. Novo. Sim. Mesmo novo, mesmo depois você assim, grande. Você mete no água, né? Ferver, né? Sim. Depois você corta pequeno, pequeno, mete no sol. Sim. Ele fica tipo seco, né? Depois cozinhar também é bom, cuidar mesmo. Nosso tem muito comida, né? Sim. Agora que Angola não sabe, a gente sabe pouco. Quando tempo chuva tem muito bambu, vamos Sim. fazer, já? Sim. Ah, vamos ir lá no mata, partiu aquele bambu. Sim. Depois fazer cozinha, para provavelmente, já? Tá bom. Hoje eu compro laranja. Tá aqui. Para dar pessoa comer. Mas agora mal ainda sujo assim, né? Tá bom, senhor. Vai comer mais tarde? Sim, mais tarde. Hã? Mais tarde. Quero trabalhar. Já. Yeah. Trabalhar depois mais tarde, já? Tá bom, senhor. Guilherme, o que fala aqui? Sim, eu estava falando aquele que coração canta bananeira. Coração de bananeira. Como é que você faz para comer? Coração? Sim.
Coração de banana, tem muito tipo de comida de fazer com ele. Mesmo salada, pode fazer. Também mesmo cozido, sim, também pode. Cozido com peixe? Bom, com peixe pode, com carne pode. Tudo pode. Salada, você é uma, tipo salada, né? Você corta fino, pequeno. Depois mete no água, ele sai aquele raiz dele. Depois, quando coisa tira, lava, depois mistura com sal, zinguba, mais aquele quem? Limão. Sim. Também bom. Outro dia eu vou fazer. Depois daquelas capas aí vermelhas, dentro tem ficado aí branco. Sim, aqueles branco tipo banana. Aquele também vai dentro, vai se mistura ou se tira? Mistura, posso comer. É. Pergunta a Antônio, Antônio, aquele dia não já comeu. Bom, bom. Ngon. Langon, né? Sim. Muito bom. Eu comi com jengoba, meter lá também, aquela lei fazer, meter lá cenoura. Meter lá salsa, meter lá jengoba, meter lá cebola, meter também alho, meter lá vinagre. Vinagre? Marroca também, salangon. Tá bom, é fosso trabalho, é? Tá bom, eu ia atrás ver, é? Tá bom, giờ thì mình sẽ đi ra đằng sau xem thử các bạn đã đào ao từ đâu rồi nha mọi người. Ở phía trong này thì hai mẹ con cá tí đang dọn ngô đây này. Cá tí. É falar grande. Ainda não come. Hã? Quando falar grande, hã? Li ăn cái gì đây? Không được, ngầm cái này bẩn lắm. Ôi trời, bám chặt chân này. Đấy, bẩn. Không được. Đi vậy. Đi u ra con ra mặt sao? Đấy. À, đi đâu ấy? Lại đây, lại tiêu. Lại đây. Lại đây. Tè. Tè. Nói gì đây? Muốn nói cái gì đây? Cá tì. Đã bôi ba rê. Thì ra isu milho. Lixo. De pesar na galinha, já? Sim, isso. Guarda isso ainda. Depois vai retirar ali, aqui, milho no casaco, caiu no chão. De pesar na galinha. Já? Đây là cái, những cái bắp ngô mà bữa vừa rồi đấy nha, mình mới thu mọi người. Bắp ngô này thì kiểu như là mấy cái bắp chẹt á, bắp coi, bắp đô á. Thì mình để cho phơi ngoài này cho gà. Đấy. Cái này thì gà ăn quá ok luôn. Ơi, Ly. Ly. Hola, xin chào. Xin chào. Careca trai. Sí, está la jugando. ¿Ya tengo cuánto mes? Ôi tú, ¿no? Ôi tú, mà như thế này là cứng bên này. Ôi tú, bên là khoảng tầm độ, nếu mà nhánh là khoảng 2 tháng là đi được nha. Dạ. Thế là bé này cũng cứng đấy. Bò kìa. Aqui này, đứng lên đây. Đó. Mà sao cá đấy cá để cho con này. Tái đô bi này. Vì sao? Không biết vì sao mà chảy máu luôn này. Đây là sao? Đây là sao? Hả? Đây là sao? Você que lại đeo phá la tira cái này phôi là đủ samukenya, musekenya. Já tira banha no nenê? Sim, já. Não vamos olhar qual é banha. Banha com o quê? Você quer? É. Uma folha de tempo. Isso compra pomada para quê? Meter ele. Ele, já? Sim. Criança cuida bem, já. Não é ele período, tá vendo? Entende? Sim. O cara fica hipnóia. Você fala pouco assim, por quê? Bom, bom. Hình như là bạn vợ của cá đấy cá có một chút năng tái ạ. Thế nào mà làm gì phải gọi là gọi nhiều lần ạ. Thì một lần không hề. Você fala pouco, pouco. Por quê? Phải nói to lên một chút mọi người ạ. Đấy, ở bên này mình có một cái cây bí này.
đẹp không? Cái bí ngoài kia thì mình cố tình trồng thì nó không lên đẹp như thế này, mà bên này thì kiểu như nó mọc rơi mọc vải thì nó lên một cái cây này. Nhưng quả có quả rất là đẹp luôn đấy chứ phải à. Đấy, đang lên này. Vừa trước đây là mình mới nhờ Antonio là cắm cái sao xuống đấy để cho nó bo lên trên hẳn cái mái này luôn này. Đấy. Ui, ở đây có vài quả luôn này. Nhiều rồi chứ. Phía dưới này cũng có này anh. Ừ. Thế thì làm một cái gian đấy em ạ. Dạ. Rồi cho cả bạn làm một cái gian ngay chỗ này đi. Cái gian nó nhỏ thôi. Để cho nó có cái chỗ nó bo ấy. Dạ. Anh có thấy cái hành tắm không? Hành tắm nó tốt nha. Ừ. Hành nhà mình trồng rồi. Bữa nay là tụt lụt luôn đấy. Này. Một chỉ công có một củ đúng không? Mà giờ ra chưa biết bao nhiêu là củ luôn. Ừ. Cái này mà nấu cháo hải sản này. Bỏ cái lá này vào ăn ngon lắm. Hành tắm và tỏi đô ở phía trước này là hầu như là bây giờ mọc cũng khá là đẹp đó mọi người. Đấy. Anh kia là anh Hướng này, rồi tỏi này. Bữa trước thì cũng có một vị khán giả có góp ý với mình là cái tỏi này mà cho nó lên ngông á mọi người, thì rút cái ngông này đi để cho cái củ nó phát triển cho nó to ấy. Mà vài bữa thì mình chơi nó lên ngông thì mình sẽ rút. Cái ngông tỏi này anh này, rút lên sao thịt bo ngon lắm. Mà bán cũng mắc lắm đấy. À. Ở Luanda bán mắc lắm. Mấy cái củ em thấy đây này. Có củ chưa? Có rồi. To không? Là củ tròn, chưa chia nhánh. Đây là cái củ hôm bữa chứ? Không, chứ nó thành một củ tròn này chẳng. Bữa trước là một cái nhánh tỏi đúng không? Bây giờ đặt đâu củ tròn thì nó chia cái nhánh đá. Ừ. Đấy. Nó lên cũng bằng kiểu một đốt của cái ngón chân cái đấy. Sùa hào, bên này là sùa hào. Sùa hào thì có vẻ là tốt lá hơn tốt củ. Tốt lá hơn tốt củ đấy mọi người ạ. Lá nó tốt nha. Ừ. Cái lá này là vẫn để vậy chứ không tỉa được đúng không? Dạ. Em nghĩ là cái khu vực su hào phía bên này nó sẽ tốt hơn này, và sau sẽ cho củ to hơn. Bởi vì mình trồng đúng cái đợt của nó á. Ừ. Đi ra ngoài kia xem tí nha. Dạ. Phía ngoài này thì đội quân đào áo đang tiếp tục tiến hành cái công việc này. Đấy. Đấy, hôm nay thì cả bạn đang đào ở khu vực ở giữa. Hola. Xin chào. Đấy, hiện tại thì các bạn ấy đang đào ở ngay cái khu vực giữa này mọi người. Đấy, Kareka là đã cho các bạn ấy căng dây này và tập trung đào ở cái khu vực giữa này sâu hơn này. Mình cũng có nói với bạn Kareka là toàn bộ cái đất thì đưa về cái hướng nào mà có cái bơ nó thấp á mọi người. Đấy, chẳng hạn như cái bơ này nó đang thấp ấy, đang thấp và đang thiếu đất ấy, nên là các bạn ấy bắt ván làm câu để trượt toàn bộ đất về cái phần góc đang thiếu đất ở chỗ này này. Đấy, đằng sau đấy. Đấy. Mình cũng có nói với các bạn ấy đấy. À, ok. Kareka ơi. Ai mệt đi không? Mệt đi. Đúng mày. Già mẹ đi. Già mẹ đi. Già đi đây tu. À. Đi đây tu cô cá bao cô mồi về nó đi đây tu. Não. É porque ainda começa agora a cavar, depois terminar bem direita já bem. À. Tá bom. Muito muito quê? Muito bom. Fazer dar ver cara. Muito bom. Bùn lên giống như kiểu bộ tộc gì tẹt bùn lên mặt thế này. Ồ đất là cái bánh bre tu nè. Dạ.
Nessa lodo bem preto? Sim, chefe, bem preto, lodo aqui. Eu pensei se eu plantar bem. Aqui. É. Hai người đào xong rồi là các bạn ấy bữa nay bắt câu như thế này là gọi là tuyệt đất liên tục đấy. Vậy thì khá mệt cho anh Kính với cả Natu ở phía dưới này. À xin Natu công kính mai can sa đủ kỳ tô đủ dễ kịp à. Có sao tên? À. Đấy, làm cũng khá là nhanh mọi người. Yeah. Eu pensar cavar mais dois camadas seca. Hã? Você casar? Não, mais um, já. Aí no meio tem que fundo para esse vivo, tá vendo? Senão a água muito lá em cima, ele também não é grande. Para esse não desenvolver. Ah. Yeah, ele não é grande. Tá bom. Né, Bazé? É, sempre. Vamos, mas fundo ali depois é banhar bem. Não sabe nada. Mesmo perto, vai sair com amor. Aí. Eu não gostava no rio, vai banhar. Hã? Eu não gostava no rio, é banheira. Ele banhava no rio, morreu. Ah. Ele não sabia nadar. Muito fraco, ah. Chefe? Tá fraco. É fraco, chefe. Nosso lá, criança também aprender a nadar. Senão, quando chuva, temos chuva, tá vendo? Aconteceu muito coisa, mano, tá vendo? Se ele sabe nadar, tá bom. Aqui, nossos pais nos ensinaram a nadar. Não gostaram. Não gostaram? Nossos pais não gostaram de nos ensinar a nadar no rio. Não, não tem aqui, não tem piscina. Piscina tem? Sim. Vai aí. Se ele ensinar para nadar, vai no corpo. Isso aqui é bom. Eu no quilombo que ia morrer. Uá! Olhei na lama, não sai mais. O bebê vou dar água. Você está bem rico. Bữa nay là bắt cái cầu kia là nó cũng không có dốc mấy đâu mọi người, nó tương đối là băng đấy, cái cầu này này. Tại vì ở phần phía dưới mà lên cái ngay cái chỗ khu vực này là cái chỗ khu vực mà mình sẽ không cho đào nữa ấy. Tại vì ở đây là cái cây này là mình có cái ý định là để lại ấy, nên mình sẽ không đào nữa mà không đào rồng ra nữa ấy. Đấy, để cái này lại này. Hai bữa nữa thì mình sẽ bắt ván mình làm một cái san ở chỗ này này, để khi nào mà muốn ra đây câu hoặc là làm cái gì đấy cho nó đẹp ấy. Ồ, cái mẹ tí ponte aqui, vou subir passar aqui, né? Nós metemos um ponte para chefe. É mentira. É mesmo. Qual? Sabe eu venho que dia meter. É, né, Vazé? Sim, chefe, esse ponte já meteu ontem. Ontem. Quando vejo aqui já encontrou a ponte. Uhum. Đấy. Cũng khá là sâu ấy này. Không biết tới cái tâm đấy là được mấy mét đấy. Bên xa cái lệ fundo no chiquito fica quanto metro? Fundo até cima. Até lá em cima. Até em cima já 2 metros. Dois? Um metro e 90 e tal. 1,80 m. Chiquito tem quanto metro? 1,70 m, sim. 75. 75. Já 1,80 m, 90, né? Yeah. Mas aí fica 2 metros, tá bom. Carrega. Baixo? Hã? Aqui baixo? Yeah. Em cima já não mexe mais. Acho que não chega, né? Em cima não chega, se não parece já meio. No meio fazer. Aí mình đã quyết định ở dưới khu vực này là đào khoảng thêm khoảng một lối hai lối gì nữa thôi mọi người ạ. Còn ở phía trên can này, này cái này là chắc là có lẽ là dừng thôi, nhưng con đào sâu ở cái khu vực này này vừa thôi. Chờ đào cái này mình cả bàn đào tay vất vả quá mọi người. Cái chỗ này
Ở dưới này là bàn ấy là cắm từ cái cọc kia kìa. Mà xa này mọi người có nhìn thấy không? Có nhìn thấy rõ không? Đấy cái cọc kìa. Chỗ cái cọc này đấy, mỗi nơi là mỗi góc là một có đóng một cái cọc đấy. Rộng ra tới tầm đấy là vừa rồi đấy. À cái bay si số tên Kakuzu nè. Kakuzu. Không kìa. Bay bay si de Rio. Qual é tipo mais? Tem cacuço, tem tainha. Tainha é quem? É peixe. Também é do lago? Tainha é tipo da... peixe fresco, é? Fresco? Não. Lambula, lambula. É sardinha. Sardinha é a má. Não pode contar, eu quero criar aqui. É mesmo, já é tipo tainha. Não é sardinha, não é lambula. Tipo tainha, igual a lambula. Mas... ficar rio. Ừ. Chà, rio bode viva aqui. Lý do mà bỏ chéo từ giữa này mà ra cái phần này là mình cũng nói như phần này thôi, là tại vì phần này thấp á mọi người. Chứ không là mình cũng cho các bạn ấy là kiểu như ở ngay chỗ này đi vào đấy cho nó gần này. Đấy, di chuyển vào đây hoặc là ở bên kia di chuyển sang kia, ở kia di chuyển sang kia. Nhưng mà tại vì cái phần góc này là cái phần góc đợt trước mình chưa có đắp bơ ấy, nên là phải di chuyển toàn bộ đất về đây đắp cho nó cao ấy. Cái bơ thì mình có cái dự định là làm nó vừa ngang cái tầm này này. Chỗ này là các bạn đã sán đây này. Đấy. Ngang cái tầm này thôi. Chỗ này thì nó cao so với mặt gần nhất ở cái chỗ khu vực này là khoảng tầm độ 1,5 m đấy mọi người. Còn từ cái phân bơ này mà ra ngay giữa cái chỗ các bạn đang đào đấy là khoảng tầm độ được 1,8 m, 1,9 m gì đấy. Ở đấy thì mình sẽ cố gắng đào sâu thêm khoảng một lớp nữa. Đấy. Ở đấy là khoảng tầm độ một lớp, hai lớp gì nữa. Là thôi, là nghỉ thôi mọi người ạ. Bây giờ cũng tới cái giờ nghỉ của các bạn đây. Hồi chiều thì mình cũng có mua được một ít cam ấy để phát cho các bạn ấy. La ranza cortada o leva? Leva. Leva. No corta con mesa? Ah, tá bom. Daquele. Dois mal. Li consegui comer, pá, né? Carrega, li consegui comer? Já. Comer bem massa, né? Comer. Adoro maçã. Maçã. Toma. Maçã, quero maçã. Não, tudo é laranja, só... só li tem maçã, só, né, li? É, dá também. Dá também. Yeah, obrigado, né? Coi không nào. À, đôi của bà. À. Troca. Ê, tudo quero assim pra quê. Ê. Yeah. Ué, frio, á? Dạ. Frio, Vietnam, língua Vietnam, já esqueci como. Lạnh. Lạnh, tốt. Lạnh, tốt, lắm. Agora, pedra frio, sao mà kê? Dạ. Dạ. Dạ lạnh. Dạ lạnh. Miền thì bảo là không có cát ăn bây giờ kìa. Ê, você não fala levar a casa? Não, você é maçã, chefe. Como é já? Então corta aquele, dividir para comer bem. Ah, você vê, dá toda a casca de cima, depois a cara começa uma vez. Para chupar? É mastigar já, chefe, aqui chupar mais. Nhưng mà ở bên này có cái kiểu cát hay nhỉ? Cứ vong như thế này dễ đi tay đọc. Você corta assim não vai alejar a mão? Cắt ngược ấy. Tudo fala leva já, tudo agora come já.
Falatoa. Você vê, chefe comrado você, eu não. Muito bom, chefe. A comida de ontem sempre é bom. Ontem comi pão, não bom? Tudo bom, bom. O pão bem seco, de bater lá o caldo de ovo. Tá bom, outro dia tem dinheiro, vou comprar, já? Você, como você não compra bem, você recebe salário agora? Mas eu dei o carro, todo dia o carro no caminho. Tem colega que apanhou. É quem apanhou? Aquele dia não é que fui, que não é fui no que no hotel, depois deixar lá no hotel, todo. No hotel? Esqueci, estava muito bem, mas só quando no hotel. Entendido. Tá doce? Bem doce. Isso, laranja nesse tempo, ele é tipo seca, né? Sim. Tempo de sol. Ele é bom. Sumo lam é que? Mot lam. Mot lam. Sumo lam. Sumo que? Que é que fala? Significa que? Fala como português? Muito sumo. Nhiều. Nhiều lam. Nhiều lam. Cháu yam này. Nada. Nada. Ngon. Là ngon. Ngon. Ah, fala. Ok. Kanango. Kanangon ek. Faz isso. Rất là ngon. Fala. Ngon. Ah. Là ngon. Rất là ngon. Ele come muito. Yeah. Muito mesmo. Cái ông cái gì này, đây là Santa đúng không? Nó mới Santa này. Satan. Ele eu vê ele se ele aprender língua vietnamita, ele aprender rápido. Também com quem? Guilherme. 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 Bạn này cũng nói được nè mọi người. Vừa trước các bạn nói cốt tuyệt với cả cô Hiền là rất là chuẩn luôn đấy. À. Hả? Hôm nay thì nhổ một ít cho mẹ á. Bỏ trong túi thì nghe bảo là về ăn về nấu đi. Você tá coisa? Tá arrancar aquela coisa? Já cortei. Como chefe não dá para cozinhar assim, vou levar em casa, vou cozinhar com peixe. Ah. Você tem que cozinhar com misturar outra coisa lá dentro. Tomate, cebola. Cebola, coisa. Se você cozinhar assim muito azedo, não pensar você comer. Não conseguir comer. Não você pode cozinhar, comer. Mas é. Não sei se você aguenta ou não, tá vendo? Chefe, mostra uma boca, sabe toda a comida. Ah, é? Tá bom. O nome de Ekes? Chuamé. Chuamé. É dois palavras. Chua. Mé. Chua significa azedo. Yeah. Mé tipo tamarindo. Tamarindo. Fala separado. Mé é tamarindo. Chua é azedo. Agora junto é nome do aquele coisa. Tamarindo. É. As, verdura. Nome do verdura é chua mé. Yeah? Isso como é bom. Também bom. Quando cozinha ele tipo coisa, ozelha. Bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuần Hiệp TV. Xin chào. Hola.